và cái ngôi dinh thự này được phủ kín bởi tất cả dây leo. Nghe đồn rằng thì trước đây cái ngôi dinh thự này đó có một số người là vô đào đây đã mà kiếm vàng dự trữ của ông bà, thì không may là bị một bức tường đè và chết luôn. Đây là của ông của bác hả? Ông xây lâu chưa hả bác? Tôi chưa lẻ luôn. Con thấy ngôi dinh thự này lớn quá. Tôi đó là tôi chưa đẻ mà tôi giờ 70 tuổi rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì Bùi Hồ về đây để về quê hương Lấp Vò để quay cho cô bác quý anh chị xem một cái ngôi dinh thự của ông bà điền chủ ngày xưa. Và cái ngôi dinh thự này có tuổi đời hơn 100 năm và theo cái kiến trúc Đông Tây kết hợp đó cô bác quý anh chị. Và mặc dù là trải qua biết bao nhiêu thời gian thăng trầm, mưa gió thì cái ngôi dinh thự này vẫn tồn tại mặc dù đã bỏ hoang. Và để hiểu rõ thêm về dinh thự này thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ để đi khám phá ngôi dinh thự kiến trúc cổ xưa này nhé. Vào cái ngôi dinh thự này thì chúng ta thấy rõ một cái kiến trúc Đông Tây kết hợp. Và vì bỏ lâu nên cái ngôi dinh thự này đã phủ đầy rêu và coi như là đã bỏ hoang. Để chúng ta thấy những mặc dù là qua hàng trăm năm nhưng mà về cái sườn kết cấu của dinh thự vẫn còn tồn tại. Vì quá lâu nên là dây leo nè, nó leo phủ kín hết à. Đó, những cái mảng tường này thì chắc bị đập ra. Nghe đồn rằng thì cái ngôi dinh thự này là của ông bà điền chủ Lý Minh Phong. Đó, được xây dựng vào thời kỳ Pháp thuộc đó. Chưa xác định được rằng là cái dinh thự này xây khoảng trong thời gian bao lâu. Nhưng mà vào dinh thự này thì chúng ta có thể thấy một cái kiến trúc ba gian đó. Đây là mặt trước nè. Đó, chúng ta thấy không? Nhìn cái ở đây thì dù rất là lâu nên hình nữ cái cây ở trên đó kìa nó bám luôn. Và đây chắc có lẽ là cái gian phòng. Đó, ở đây có thể là mình nghĩ là nó rất là lâu thì mình chỉ dự đoán thôi. Đây là một cái giống như là một cái gian phòng ngủ. Hoặc là bên đó là một cái gian phòng ngủ. Đó, chúng ta thấy không? Và bên đây thì giống như là phòng khách nè. Và đây là nãy mình xin lỗi, đây có thể là cái lối đi vào. Đó, nhìn cái kiến trúc rất là độc đáo luôn. Đó, tỉ mỉ rất là đẹp. Và ngay cả những cái lối mà chạm trúc vào đó thì chúng ta thấy được cái vẻ uy nghi của nó. Vì chắc có lẽ là đây chúng ta thấy rồi. Đây lối đi vào, bên kia là bên đây là chắc có lẽ là một cái sảnh để làm cái gì đó. Chắc có lẽ là bên đó phòng ngủ. Và cái ngôi dinh thự này được phủ kín bởi tất cả dây leo. Nghe đồn rằng thì trước đây cái ngôi dinh thự này đó có một số người là vô đào đây đã mà kiếm vàng dự trữ của ông bà, thì không may là bị một bức tường đè và chết luôn. Chúng ta thấy cái coi lối chạm trổ nè, cực kỳ luôn. Nghe nói là ông bà thì thuê hẳn những cái kỹ sư kiến trúc người Pháp để mà vào đây để mà xây dinh thự. Vào bên kia thì chúng ta thấy có thể là một cái gian phòng ngủ. Mình không hiểu sao là tất cả các mảng tường đều đập hết à. Dây leo thì chằng chịt. Ngay cả những ở đây giống như cái cây nè, nó thả dây dài xuống từ trên đó, nó che cả một bóng mát luôn. Thấy không? Thấy cái chắc chắn ghê luôn. Cô bác quý anh chị thấy nè. Đó. Và mình sẽ nhìn kỹ ở đây để mình thấy. Đây. Đây là cái kiến trúc của nó rất là cổ xưa luôn. Rất là bền và chắc luôn. Cái diện tích này thì mình thấy là trong phạm vi là khoảng bề ngang từ đây cho đến đây thì khoảng 2 đến 30 mét. Từ đó cho đến đó, từ bề rộng vô á thì cũng khoảng 50 mét, khoảng 100 mét vuông. Ở đây được phủ kính này dây leo. Đây có lẽ là Bùi Hồ nghĩ là cái gian phòng nè, bỏ hoang rất là lâu rồi. Và đây là cái gian phòng giống như là gian phòng ngủ á. Đó, một cái gian phòng ngủ và cũng tường á. Mình quay cho cô bác anh chị thấy cái bức tường nè. Cái bức tường này cực kỳ luôn. Đó, nó dày nè, dày bằng một gang tay của mình luôn á. cái tường thà, cái tường của cái phòng ạ đó. Và mỗi ở trong kết cấu đều bằng sắt hết nè. Đây, đây là một cái văn phòng ha. Ngôi dinh thự này tồn tại rất là lâu nhưng mà rất là ít người biết đến. Và lại một cái lối đi. Đây là một cái văn phòng bên hông nữa đó. Ở đây là cái nơi này là cái nơi giống như là cái không gian nhà lớn vậy. Và cái nơi này là lớn nhất ở trong cái dãy này. Đây, một cái nơi này nè, lớn nhất ở đây. Sau khi mà vào bên đây, hai bên thì có hai hệ thống văn phòng. Và ở bên đây nữa, mình không, mình ở đây mặc dù mình là người dân ở đây mà mình không biết dành về cái dinh thự này. Vì hôm nay thì tình hình dịch bệnh nên mình không có thể hỏi được cái chú chủ nhà. Chú nói không có thể tiếp xúc trực tiếp được. Vô đây thì mới thấy được cái nỗi nhà của cái dinh thự này. Nghe đồn rằng là người mà ở trong cái chủ nhà này là cháu thứ 5 của cái ông chủ đền chủ như thế này. Mỗi mà một cái cây cột á là bằng một ôm tay của mình luôn á, bằng một ôm tay của mình luôn. Khá là độc đáo. Cái này là cái phần diện tích lớn rồi, còn vòng vòng ở đây đó. Nó chạy dài đến đây luôn đó, có nghĩa là bên hông nhà là từ bên đó chạy dài cho đến qua đây luôn nè. Em thích ở đây. Và sau đây là một cái nhà cổ á, con đang nghe nói là một cái kho lúa. Dạ con chào bác. Con chào bác. Dạ con tham quan dinh thự đó bác. Con ở con xuống đây tham quan dinh thự đó bác. Dạ. Có coi hả? Dạ. Dạ. Dạ, con thấy hay quá. Nó quay gì đó, nó quay. Ở đây cái này. Dinh thự này là của ông của bác hả? Dạ, ông xây lâu chưa hả bác? Lâu rồi. Dạ. Tôi chưa lẻ luôn rồi. Con thấy ngôi dinh thự này lớn quá. Tôi đó tôi chưa đẻ mà tôi giờ 70 tuổi rồi. Giờ này tôi trăm mấy năm rồi. Là ông nội của bác hay sao? Bà nội. Ông nội bà nội. Con đi tham quan mà con chưa biết nhiều. Gì hả? Dạ. Hồi đó thằng bên Thanh Bình nó cũng nó Thanh Bình cái gì? Dạ. Cái ngôi dinh thự này là cái lối đi vào là chỗ nào hả bác? Ngoài trước luôn ha. Nghe thẳng ngoài cổng vô đó. Dạ. Cửa chính đó. Hơn 100 năm rồi. Còn cửa bên đây là cửa hộ, cái nước thang bên đây là phụ. Dạ. Cửa 100 năm rồi. Ông là có mấy người con hả bác? Không có con. Không có con. Vợ chồng bốn con. Dạ. Cô được cháu. Cháu họ ha. Cháu họ. Dạ. Như con của người anh đó. Tôi là con người anh. Dạ. Anh của bà đây là thứ 9. Dạ. Thứ 8. Dạ. Sao con thấy mấy bức tường là bị đập ra hết đâu bác? Bức tường à? Dạ, bức tường này đó đó. Nhà này bị đập hết. Dạ. Hồi đó bị đập mới phá chứ không phá cũng còn nguyên. Con thấy nhìn cổ kính quá. Bị gì? Nhà này con đâu có ai mà phá còn nguyên hiện à? Dạ. Chiến tranh thì chưa, hồi xưa. Hồi pháp thuộc hồi đó đó. Con nghe nói là ngày xưa là có người vô đào mấy bức tường để kiếm vàng ở trong này rồi. Có không có. Hồi có không bác? Cái đó là nó không có. Không có hả? Không có. Có một là nó phá thôi. Phá lại chứ. Rồi nó lấy sắt, lấy đồ. Dạ. Nó hôi đó. Hôi của? Hôi đó. Còn phá là phong trào Việt Minh rồi đó. Dạ. Rồi đó là Việt Minh chứ không phải gì. Ông bà mất rồi, ông bà chôn ở đâu hay bác? Mà sao? Bác dẫn con đi được không? Đường đi ngay ra gặp đi. Bác hiện nay bác ở trong nhà này. Kỹ thằng quay cũng có ra sao quay nữa. Bây giờ thì chắc có lẽ là con đi vòng vòng nhà bác đi hướng dẫn con. Mình chụp đi, mình muốn ra mã đi rồi nè. Chúc con ra mã của bà. Còn bây giờ con quay thêm đó bác. Dứt lần xi măng là tới rồi. Dạ. Ra mã có nhà bác. Ồ, ngôi dinh thự này là hơn 100 năm hả bác? Ở rồi. Ông bà ở là không có con luôn? Không có. Ngày xưa là điền chủ. Ờ, điền chủ. Ông tên gì hả bác? Ông Lý Minh Phong. Lý Minh Phong. Bà? Bà ông Thọ Chi. Bà Thọ Chi. Ừ. Ông bà mất sớm không bác? Bà mới mất đi. Bà mới mất à? Ờ, bà 90 tuổi bà mới chết. Bà mất năm 80. Dạ. Mất năm 80. Còn ông? Ông thì còn mấy chục năm trước rồi. Ờ. Ông chết đâu rồi. Ông bà ở nhau là không có con. Ờ, không có con. Ừ. Bác và cháu đời thứ mấy? Tôi thứ 8. Dạ. Bà thứ 9. Bà thứ 9. Con thấy là dây leo là chằng chạch hết à? Ờ. Quá trời đâu rồi. Tính nắng thì kêu cho bé dọn nè. Bác là bác thứ mấy? Tôi thứ 5. Bác 5 ha. Rồi đi chậm đi. Dạ, dạ, con lát chút nữa cho con xin phép ra sau ha. Ờ. Dạ. Bữa nữa chụp nó quay tới cái miếng vách tường này nè. Đây là những cái vách tường mà bị... Nó quay mà còn mực á, mực còn. Mực còn luôn hả bác? Ờ. Đâu quá? Nó quay kỷ niệm với mực này. Đó, đó thằng. Cái thằng quay con nhỏ con gái ở trên mình á. Nó quay tới miếng này. Ồ, cái này là dấu mực đó hả bác? Ờ, dấu mực ở đó nè. Là chữ Tàu không hả? Cái xăm năm này vẫn còn á. Ôi ôi. Cái này là mỗi cái cột hay là bức tường bác? Hả? Cái này cái đà. Đà. Đà ở trên này ha. Ừ, đà. Nhưng mà mưa gió thì cái mình thấy nó rung rinh vậy, mình nó xuống cấp vậy nó có nguy hiểm không? Không gặp đâu. Này con thấy là đổ là chắc tất cả trụ bê tông hết à? Ừ, đổ bê tông không mà đà đó sắt không. Ơi thiệt. À thấy không? Ngay cả ông mà sắt ở hồi xưa tốt không khác không? Dạ. Trước này mấy tấn như này tận dụng để làm mấy hay bắt năm mà vẫn còn nguy hiểm. Giờ mình tôi đôi không nổi rồi, nó dẹp mà dẹp nổi tôi tấn đây để đổ đất trồng người không chơi. Nổi luôn. Không nổi. Nhà sao mình bác ngày xưa là nhà của ông là tới đây luôn hả chị bác? Ờ tới mí đó mà. Tới mí đó luôn ha. Ừ. Vô cái nhà dưới nhà bếp. Cái nhà nam đang ở là nhà bếp. Nhà bếp hả ba? Ừ. Ủa cái nhà bếp là bự vậy đó hả? Ừ, cái nhà bếp trời còn sao nữa mà. Đó nhà bếp. Trời ơi. Vô cái thân lũng nè, nhà bếp bước lên nhà lớn phải có cái thân lũng. À, ở giếng tiên á, giống như giếng tiên. Ở này là nhà bếp. À. Cái trụ này là cái ngày xưa giờ luôn. Cái trụ của ổng cái này tôi mới xây lại làm bằng thợ tiên. À. Đây là thấy cái hệ thống đi xuống nè. Ờ. Trời cái trụ kìa. À, hồi xưa ngộ. Cứ ngồi mỗi trụ nó bọng mà. Trụ bọng không á. Đó, bọng xong đó trụ bọng tôi trồng cây đó. Ôi. Ở mới ngặt cái cột cái cột bự mà bọng. Dạ. Kỹ sư đó làm bọng. Này kỹ sư con nghe đồn nó là kỹ sư Nhật, ở Pháp đúng rồi. Pháp về. Pháp về. Đây là hoàn toàn là Bắc làm không làm. Rồi cất cái nhà xong rồi á, nó chở dưới cho cái bàn. Nó kỷ niệm cái bàn ở đó bây giờ luôn đó. Trời ơi, cái bàn cổ luôn hả bác? Ờ, bàn cổ á, bàn đó giờ đó. Mà nhưng mà vô sợ anh la. Không, gói đi quay đi. Hôm trước tôi tiếp nhỏ cả ngày mà nó vô trong nhà nó quay nữa. Đây là hai cái tấm liễn. Ờ, tấm liễn là quê hơn xứ sở qua ông mà đó. À, bác dịch được hả? Bác dịch ra được không bữa nào? Tôi đó là ở tỉnh. Tôi không biết chữ nhưng là quê hương ở Trung Quốc và tỉnh Thúy Hiên. Quê hương của ông ở Trung Quốc tỉnh Thúy Hiên. Thúy Hiên. À, ông bà là người Hoa. Người Hoa. Ồ. Còn bà ở đâu? Bà ở đây, bơi bà ở đây. Bà ở đây còn ông thì ở Trung Quốc. Ông ở Trung Quốc. Nhìn cái miếng liễn thôi bà thấy. Thôi chắc có lẽ con với bác Năm đi ra ngoài sau đi, bác Năm. Quá quý anh chị. Sau một thời gian khám phá và tìm hiểu ngôi nhà cổ ở tỉnh Đồng Tháp thì mục đích của hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu về toàn cảnh khung quanh ngôi nhà của Bắc Điền cổ ngày xưa và cũng như là về kiến trúc độc đáo của ông bà tá Điền. Và thì trong cái đoạn clip á, nó có nhiều điều sơ sót và cũng như chưa được hoàn thiện thì mong cô bác quý chị xem ủng hộ kênh cho Bùi Hồ để mà có thể động lực thêm những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị.